xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16:30 chiều ngày 29 tháng 10 năm 2023. Em Việt Châu Việt đang ở trước cửa chùa Trấn Quốc quý vị và các bạn. Và trên đường Thanh Niên, chiều hôm nay em Việt Châu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Châu Việt đi một vòng trên tuyến đường Thanh Niên qua Bốt Tròn Hàng Đậu quý vị và các bạn. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội thời tiết không đẹp lắm, âm u mây mù như quý vị và các bạn thấy. Mưa xuân quý vị và các bạn, bầu trời thì xám xịt và không khí lạnh cũng tăng cường. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 25 độ C. Đây quý vị và các bạn thấy những hình ảnh bên Hồ Tây, âm u mây mù. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh trên đường Thanh Niên cũng như thủ đô Hà Nội, hãy tặng em Việt Châu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt Châu Việt. Một buổi chiều mùa thu đông như quý vị và các bạn thấy ở điểm chụp hình bên Hồ Tây rất là buồn. Các chị các em đang tranh thủ ghi lại những hình ảnh. Bất chấp mưa gió, các em các chị rất tươi quý vị và các bạn. Đây, ở đây có một số bạn trẻ đang ở đội mưa để chụp hình quý vị và các bạn. Với thời tiết này mà người tham gia giao thông mà không mặc áo mưa đi tầm khoảng 500 mét là ướt áo quý vị và các bạn. Mưa rất dày. Một số người dân thủ đô Hà Nội tham gia giao thông cũng đã mặc áo mưa rồi. Trước màn hình là những hình ảnh bên Hồ Trúc Bạch, âm u mây mù quý vị và các bạn. Những hình ảnh bên Hồ Tây. Vâng, trước màn hình là ngã ba phố Nguyễn Đình Thi và đường Thanh Niên quý vị và các bạn. Tuyến đường Nguyễn Đình Thi nằm ngay cạnh Hồ Tây. Trước màn hình là ngã tư Thụy Khuê, Quán Thánh và Hùng Vương cũng như đường Thanh Niên. Và những hình ảnh hết sức tươi đẹp trên đền Quán Thánh quý vị và các bạn thấy. Một đoàn du khách đang vào tham quan, đội những chiếc nón lá rất đẹp quý vị và các bạn. Em Việt Châu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Châu Việt đi một đoạn trên tuyến phố Phan Đình Phùng. Tuyến phố Phan Đình Phùng cũng là một trong những tuyến phố mà đẹp nhất thủ đô Hà Nội. Mời quý vị cùng em Việt Châu Việt đi khám phá vào buổi chiều mưa quý vị và các bạn. Những hình ảnh ngã tư Phan Đình Phùng và đường Hùng Vương.
đi sang tuyến phố Phan Đình Phùng như quý vị và các bạn, tối om như mực. Camera của em Việt cho Việt cảm giác sáng hơn một chút, như quý vị và các bạn thấy nhìn ở bên ngoài thì tối hơn rất nhiều. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn đang ở trên tuyến đường Phan Đình Phùng, một trong những tuyến đường vào mùa hè hay những ngày nắng nóng rất đẹp. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Nguyễn Biểu, Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng. Ngay góc ngã tư cũng thu hút một số bạn trẻ đang tranh thủ ghi lại những hình ảnh buổi chiều mưa quý vị và các bạn. Một số một xe hoa vẫn còn phục vụ các bạn trẻ, mặc dù trời đã tối rồi, hơn 16 giờ nhưng cảm giác trời tối om. Và khuyến cáo các bạn cũng như quý vị vào những ngày thời tiết tối này không nên chụp hình những bức hình có màu xám xịt, không tươi chút nào quý vị và các bạn. Mà chụp hình thì rất cần những hình ảnh tươi. Trước màn hình là những hình ảnh thành cửa Bắc quý vị và các bạn. Đây, xa xa là một số các bạn trẻ đang là trú mưa quý vị và các bạn, những hình ảnh chiều mưa buồn trên đường Phan Đình Phùng. Trước màn hình là ngã tư Nguyễn Tri Phương, cửa Bắc và Phan Đình Phùng. Những hình ảnh trên tuyến phố cửa Bắc. Và trước trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, quý vị và các bạn thấy vẫn còn những chị đang là bán hoa và cho thuê những chiếc xe hoa. Kinh doanh hoa, buôn bán hoa vào cuối tuần này thì buồn thê thảm quý vị và các bạn. Các chị bán vé số cũng như là ghi nô đề với trời mưa này không có khách.
những hình ảnh các du khách đang đi tham quan thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Ở trên đường Phan Đình Phùng này, kinh doanh buôn bán các quán cà phê như quý vị và các bạn thấy cũng đông khách, nhất là vào những ngày thời tiết đẹp, thu hút rất đông du khách cũng như người dân thủ đô Hà Nội. Trước màn hình là ngã ba Hoài Nhai và Phan Đình Phùng, một số các cửa hàng vẫn đông khách quý vị và các bạn. Trà sữa Đà Lạt, những hình ảnh ngã ba Lý Nam Đế và Phan Đình Phùng. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi một vòng từ đường Thanh Niên qua tới. Wow, những hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn. Qua tới Bút Tròn Hàng Đậu. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt, cháu Việt. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Cót, cảnh kinh doanh buôn bán mưa buồn quý vị và các bạn. Những chiếc xe chở ve chai phế liệu.